Thế bây giờ em đang công tác hay đang làm trong trong lĩnh vực gì em? Hiện tại thì em đang kinh doanh ạ. Kinh doanh đồ phụ kiện điện tử ạ. Tức là điện thoại iPhone à? Em bán cả cái như là bút cảm ứng dành cho iPad ạ. Bút cảm Của ứng máy dành tính cho bảng. iPad này, máy tính bảng này. Vâng ạ. Em làm với cả ông xã hay là một mình? Dạ vâng, em làm cùng ông xã ạ. Hai vợ chồng làm cùng cả nhau. Ok. Doanh thu một năm có tốt không em? Cũng tạm ổn ạ. Tạm ổn. Anh hỏi như thế không phải để hỏi đâu, anh hỏi như vậy để tí nữa anh còn trả lời câu hỏi của em mà. Thì ý tạm ổn là có nghĩa là một năm hay là một tháng mình có thể tách ra được bao nhiêu tiền này? Cũng được tầm khoảng trên dưới 10 tỷ ạ. Một tháng trên dưới 10 tỷ đúng không? Đồ điện tử thì là doanh thu rất là lớn nhưng mà lợi nhuận thì là vừa phải hơn hả đúng không? Dạ vâng, ạ. Hiện tại là dòng tiền của riêng hai vợ chồng một tháng sẽ là 800 triệu. Tuy nhiên là bọn em cũng có kế hoạch tài chính tầm 300 triệu chỉ dành riêng cho bất động sản. Còn những cái khoản thu nhập khác thì cũng sẽ để chia cho các cái lọ đầu tư khác. Rồi ok, đồng ý. Mai anh giúp được gì cho em gái? Em cũng mới đăng ký học ở khóa bên mình ạ. Thì là cái khóa học của em thì cũng khá là muộn. Chắc tại vì cái khóa gần nhất của anh là nó full hết rồi. Đúng rồi. Đến tận là 29 tháng 9 thì em mới học anh ạ. Ok. Thì cho em hỏi là và từ giờ cho đến khi lớp học bắt đầu thì em nên tìm hiểu các cái dự án nào trước, hoặc là em nên có một cái chiến lược đầu tư bất động sản lâu dài ra sao, nên bắt đầu từ loại hình nào? Thực tế thì là trước cái chương trình ấy thì anh có một cái chương trình pre training online. Cái này thì các bạn sắp xếp vào trong khoảng tháng 9. Thế thì anh sẽ gặp gỡ các bạn thì anh sẽ đi chi tiết với các bạn là mình nên bắt đầu từ đâu. Nhưng mà bây giờ thì thời điểm này thì em có thể em đọc sách của anh này, em xem những cái video clip này. Này sau đó em nghe anh live stream này. Thì những cái đấy nó giúp cho các bạn có những cái thông tin và có những cái kiến thức ban đầu. Và sau đó thì nó dẫn tới cái việc là trong suy nghĩ của bọn em sẽ mong muốn đầu tư ở đâu. Ví dụ như nhà em ở Tây Hồ thì em mong muốn đầu tư ở chung cư này, em muốn đầu tư ở đất nền này, em muốn ở huyện nào hay là ở quận nào này, hay là ví dụ như là em muốn đầu tư ở dự án nào. Thì những cái đấy là những cái mà trong cái thời gian mà như bây giờ là bọn em nghiên cứu và sau đó em có thể em hỏi anh dần rồi đúng không? Thì để như vậy thì Dạ là cái lộ trình mà mình tích lũy, bởi vì bọn em còn trẻ thì cái thời gian mà tích lũy của mình nó còn rất là nhiều, đồng thời là cái tài chính của bọn em rất là tốt vào thời điểm hiện vâng tại bây giờ. ạ. Thì đấy là những Dạ cái vâng mà ạ. mình bắt đầu trước khi mà anh gặp bọn em ở trong cái buổi pre-training online thì mình có em cứ đọc sách của anh này và đặc biệt là nghe anh livestream. Để ví dụ như nếu mà em nghe anh đang nói về chị Vi đấy là 50 tuổi đấy đúng không, ở Hà Đông, Vâng ạ. là em nhìn thấy là anh đang nói về vấn đề gì, là thời điểm, là giá thời điểm này cao quá. Dạ vâng. Và bởi vì cao như vậy thì mình bắn phát súng, mình đầu tư ấy thì cái khả năng mình đu đỉnh nó trở nên nhiều. Thì đấy là Vâng cái mà ạ. mình quan tâm, bởi vì là mình mua bán bất cứ một sản phẩm nào cũng giống như em mua đồ linh kiện điện tử, em muốn mua thấp bán cao đúng không, Dạ vâng ạ. em muốn mua giá nguồn giá thấp nhất và em bán được giá tốt nhất. Thì đấy là bản chất bất động sản cũng tương tự như vậy. Thì trước khi mình nói về vị trí ở đâu, dự án nào, pháp lý giá cả thì mình quan tâm là thời điểm này là thị trường FOMO hay không FOMO, giá cao hay là thấp, và đây có phải là thời điểm mà mình mua hay không. Đấy thì đấy là cái mà hai vợ chồng thử nghiên cứu xem là từ bây giờ cho đến trước khi mà tham dự chương trình của anh. Trong đầu tư giống như anh nói là trong đầu tư thì cái tâm lý nó rất là quan trọng, và bọn em cũng bị rơi vào cái tình trạng là cũng đang bị FOMO và còn trẻ nữa, thế nên cũng chưa có. Thế nên chính bởi vì FOMO thế nên là tụi em mới cọc một cái căn Lumi ở tầng 2 với giá là 71 triệu một mét vuông. Em vừa mới Thì hỏi anh à? Em vừa mới hỏi anh à đúng không? dạ vâng, thì theo như anh thì đây liệu có phải là một cái khoản đầu tư phù hợp không ạ? Tầng 2 thì sẽ không ổn lắm em ạ. Em mua Lumi là hợp lý rồi, mặc dù giá không cao, giá không rẻ. Chỉ có điều tầng 2 thì là khi mình mua chung cư mình muốn mua từ tầng 14 đến tầng 20. Bởi vì cái tầng đó cái view nó đẹp. Chung cư là ăn nhau cái view là Dạ vâng. sống còn. Đó tại sao mà khi mình mua thì là các tầng mà ở càng phía dưới thì nó càng rẻ hơn. Tầng ở càng phía cao thì càng tốt hơn. Nhưng mà ở Việt Nam mình chung cư lại mình không muốn mua tầng cao quá. Tại cao quá nó cháy nổ một cái thì nó cũng vấn đề. Như hai vợ chồng em đang còn trẻ như thế này, mua chung cư là bước rất tốt để mình bắt đầu vào cái game bất động sản. Chỉ có điều mình Dạ có kiến thức là ví dụ như bây giờ mình mua chung cư thì mình bảo các bạn môi giới là lấy cho mình cái tầng từ 14 đến tầng 20. Ví dụ như vậy. vâng. Và cái view nó phải đẹp. Là view có thể là view công viên này, có thể là view bể bơi này, có thể là view quang cảnh thành phố này, và đừng view nghĩa địa được đúng không? Cái chỗ mà của em mà xung quanh là nhiều nơi nó có nghĩa địa thì xem là cái view của mình nó có tính nghĩa địa hay không, và tránh cái mặt đường, bởi vì mặt đường gần mặt đường ấy thì là cái đường đại lộ, ví dụ đại lộ Thăng Long ấy, nó rất là ồn. Nó ồn như vậy mình khó cho thuê, khó ở được. Tại vì Dạ là vâng cái ạ. view của chung cư nó dẫn tới cái việc gì? Là ở được, cho thuê được, thanh khoản mua đi bán lại rất là nhanh. Nên là với chung cư thì cái vị trí tầng và cái view là quan trọng nhất. Và tất nhiên là mình muốn mua những cái căn, nếu có thể được là mua những căn lô góc nữa, nhưng mà để đầu tư không ấy, thì muốn mua căn càng nhỏ càng tốt, càng nhỏ càng tăng giá. Đấy thì đấy là những cái cơ bản về để em bắt đầu về đầu tư. Khi mà em với cả ông xã mà đầu tư thì đấy là phát súng đầu tiên. Thằng em để anh nó cũng mới mua căn Lumi cách đây khoảng tầm
mới mở ra từ đâu, bây giờ nó cũng xanh được khoảng bốn ba bốn trăm triệu rồi, ba bốn trăm ba bốn trăm rồi. Và nó cũng hỏi giống y hệt em hỏi anh như thế này, thì anh cũng bảo nó y hệt giống như em. Anh bảo nó là mua của chủ đầu tư Singapore, ok, giá không rẻ và giá không quá đắt. Thì đấy, nó mua xong một cái là bây giờ nó chênh được khoảng tầm 4-500 triệu rồi, mà mới đặt cọc có mấy trăm triệu thôi. Đấy, nên là khi mà mình đầu tư, mà mình lựa chọn đầu tư đúng ấy, ví dụ như em là con gái, em chỉ đi phân khúc chung cư thôi, nhưng mà em hiểu ý anh nói, về sau em mua chung cư em thấy cái nào cũng lãi cả, vừa mua được này, vừa ở được này, đặc biệt là phụ nữ mình cho thuê được. Em có khoảng tầm 3 căn chung cư cho thuê, mỗi căn cho thuê khoảng tầm 15-20 triệu một 60 triệu một tháng, thì chồng em làm gì em không quan tâm nữa. Em có dòng tiền thu nhập, bởi vì kinh doanh của mình nó có rủi ro mà, đúng không? Thị trường nó đi lên đi xuống thì cái dòng tiền thu nhập thụ động đến từ cho thuê chung cư rất là tốt. Vâng, vậy thì theo như qua lời chia sẻ của anh thì chắc là em sẽ bỏ cọc căn này và tìm căn khác. Quên, từ chưa. Em đặt cọc bao nhiêu tiền? Dạ em cọc 50 triệu ạ. À 50 triệu rồi thì không sao. Bạn môi giới bạn chuyển cho em căn khác là được rồi mà, đúng không? Dạ vâng, chắc là được ạ. Được, chắc chắn là được. Thế bây giờ em lại ghi lại cho anh tiêu chí này. Thứ nhất đó là gì? Từ tầng 14 đến tầng 20. Số 2 là gì? Nhớ hỏi cái view là gì? Đừng ở gần mặt đường đại lộ Thăng Long. Đại lộ Thăng Long mặt đường ấy là nó rất là ồn. Ồn như vậy về sau khó cho thuê và khó mua khó bán. Nằm ở phía trong và cái view, hỏi nó là view bể bơi, view công viên hoặc view đẹp, tránh view nghĩa địa. Tại vì nó chưa xây xong mà. Em mà mua cái view nghĩa địa một cái thì em mua xong em nhận nhà cái em mở ra thấy hương khói bay nghi ngất. Tất nhiên. Nhưng mà em không biết, đối diện với cái chỗ nhà em là cái chỗ mà bây giờ Mick nó đang làm ấy, căn nào view nghĩa địa hết cả mà bán vẫn chạy như thường. À, số 4 là nếu mà có được là mua căn nhỏ nhất thì tốt. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Đấy thì anh nghĩ rằng nếu mà như vậy em chuyển cọc đi. Và em cũng chú ý thêm một điều cuối nữa thì là với giá chung cư mà em đang mua hiện tại bây giờ giá không còn rẻ rồi. Nên là mình mua để ở, để cho thuê, và nếu em kỳ vọng tăng giá thì khoảng tầm 10 đến 15% nữa là cao rồi. Chứ không, dạ vâng. không quá được cao nữa. Đấy thì đấy là những cái mà để em kỳ vọng, để em ở này, vào game này, và mua đi bán lại này, cho thuê được này, nhưng mà kỳ vọng tăng giá chỉ là 10-15%. Nhưng mà anh muốn là cái cơ hội đầu tư này đầu tiên của em nó có duyên, chỉ lãi 10% được. Nhưng mà khi mà em có duyên với bất động sản ấy, tại mình có câu chuyện này, tại vì sao em có thể bán đi và em có thể cho thuê và em có duyên với bất động sản ấy, thì về sau em nghe những cái suy nghĩ của anh hoặc em tham dự cái khóa học xong rồi ấy, thì em thấy là có rất nhiều những cơ hội khác để đầu tư hiệu quả. Thì đấy là cái nơi mà em thấy rằng là tài chính của hai vợ chồng sẽ trở nên rất là bứt phá. Thì lúc đó về sau em sẽ muốn gặp anh rất nhiều lần. Và em lại sẽ hỏi anh là anh ơi, thì bây giờ em đầu tư chung cư rồi thì em lại mua cái gì tiếp, em mua đất nền ở đâu, em mua chỗ nào để tăng gấp 3, gấp 5 hay gấp 10 lần, ví dụ như vậy, để em có 10 tỷ hay 5 tỷ hay 7 tỷ của em bây giờ lên thành là 20-30 tỷ, anh ví dụ như vậy. Thì đấy là cái câu hỏi tiếp theo em sẽ muốn hỏi. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Thôi bây giờ giải quyết vấn đề Lumi đi nhá. Thì anh sẽ gặp em ngày 29 tháng 9. Đấy anh nhắc lại cái đấy. Thì là bảo môi giới nó nói rất là cụ thể cho mình, nhưng mà nhớ đừng mua tầng cao quá và tầng thấp quá. Dạ vâng ạ. Và quan trọng nhất là view, tránh view nghĩa địa. Đấy là điều quan trọng nhất. Thì anh cứ nhắc lại với em, bởi vì là xung quanh cái Tây Mỗ Đại Mỗ đấy, kể cả bọn Singapore nó lựa chọn view vẫn nhìn thấy nghĩa địa rất là nhiều. Nên là cái view rất quan trọng. Và đừng ở cái mặt đường đại lộ Thăng Long, bởi vì cái mặt đường đại lộ Thăng Long ấy, ô tô nó đi, ô tô tải nó đi, bọn em trẻ thì không biết đâu, nhưng mà các anh chị nào mà khoảng tầm 40-50-60 tuổi trở lên ấy, thì cái ô tô tải nó đi nó rất ồn. Ồn như vậy mình khó cho thuê, về sau khó thanh khoản, nên là phải cách xa cái đại lộ Thăng Long này. À, thế thì cho em hỏi thêm một câu là liệu cái quanh khu vực Thu Tây Hồ ấy, thì liệu có những cái dự án nào mà em có thể đi xem hoặc là tham khảo trước không ạ? À, không, em cứ giải quyết cái Lumi của em trước đi. Thế còn là Tây Hồ thì anh đều có cả, nhưng mà vấn đề là lại liên quan cho đến vấn đề tài chính, và thứ hai là anh muốn là em từng bước một cho nó hiệu quả trước đã, đúng không? Dạ, để vâng mình ạ. Hiệu quả, tại vì cái Lumi anh nhìn thấy rằng với tiến độ hai vợ chồng em độ tuổi này vào game này rất là tốt, tại vì nó chỉ có mấy trăm triệu thôi. Mình vào game như này trở nên rất là tốt, thì em giải quyết xong rồi đấy. Thế sau đó thì em lại gặp anh lại giải quyết tiếp với em là bây giờ xung quanh Tây Hồ hoặc là gần Tây Hồ, đúng không? Thì bây giờ đi qua cầu Nhật Tân ví dụ như vậy, thì bây giờ những nơi nào thì lúc đó em liên quan đến đất nền rồi là rất nhiều những vấn đề khác nhau, thì đấy là cả một lộ trình nữa mà hai vợ chồng em sẽ chắc chắn là muốn quan tâm, và chắc chắn nó sẽ giúp ích cho tài sản vợ chồng em tăng rất nhiều lần. Nhưng mà mình muốn cái phát súng đầu tiên của mình nó phải hiệu quả, ở được, cho thuê được, thanh khoản được, ok nha. Rồi, chào bạn Linh, ok. Nếu các bạn thấy video clip này thực sự giá trị và thay đổi cuộc sống của chúng ta, hãy ấn vào nút đăng ký subscribe, đăng ký ngay bây giờ để xem tiếp những chương trình của mình trên YouTube. Đăng ký ngay bây giờ.